dễ. Hàng hóa rất phong phú. Chợ sáng nay cứ ai thôi. Con tít tươi quá. Có rách con không? Không. Tiền. Bán hàng quảng cáo không mất tiền luôn gì nữa. Bên đây, ôi giời, cá ngon quá. Quá ngon luôn. Quá ngon. Lại la. Không, đang quay cá một cá. Thế đây ta một rãnh này bán thịt đời nhiều này thì cạnh tranh rồi rãnh từ trên kia xuống đây ta bán thịt. Không, anh đến anh xem thôi. Mà cũng có thể đến đấy, có thể mà nếu mà ấy mua một ít về ăn. Đi thẳng đường nữa. Ừ. Rồi. Đi dọc. Về hẳn vật đến đây mà. Ừ. Này, cá với này ấy quá. Bây giờ họ ngồi ngoài đường nó nhiều. Ngoài đường nữa, ngoài đường là đau, mình đi được nhiều. Ở trong chờ đi cả. Rồi anh đi quay một ít cá bên này gì. Giống như cá căng. Cá căng bay nước dưa nè. Ờ đúng rồi. Con này. Cá căng này, cá chim này, cá chà. Ôi, anh quay, anh quay anh đưa đi vô đó. Quay để quảng cáo để người ta biết, người ta đến đây người ta mua. Cá mất dưa này. Coi như bán hàng quảng cáo không mất tiền. Ui giời, trứng to rồi. Trứng. Rồi. Anh thân tê. Vâng. Bán có bán sáng giờ bán được nhiều chưa? Vâng.
cơ. Anh khỏe đái đó à. Thôi cứ lằng nhằng thế thôi. Anh con leo chiếc xe. Ừ rồi. Đi lên tham quan này. Quay để quảng cáo để người ta đến đây người ta mua cá. Thích không anh? Còn cá cà thu không? Đấy cá ngon thế này. Cá thu già. Đấy cá gọi là cá thu già. Cá thu một nắng à? Cá thu một nắng. Ngon rồi. Ngon không anh? Cá ngon thế này ông vào đây mà mua toàn đi Quỳnh Lưu mua. Ờ, Quỳnh Lưu mua đất. Ừ. Vào đây bán để. Đấy. Mùi thơm nước thì. Không à, không bây giờ đang chưa ấy được. Ừ. Quay quảng cáo nhá, ai mua cá đến đây nhá. Giá rẻ bất ngờ nhá. Ờ, người bán là xinh gái nhá, để trở lời nhá. Ừ, đấy. Người bán này rất xinh gái mà lại sỏi lợi. Thế mà mua bán, thế mà mua cá không đến đây thì đi đâu? Còn mấy ông mấy bà còn ra tận Quỳnh Lưu cho đắt. Đốt thịt căng này vậy. Người ta gọi đây là con tôm tích, ở ngoài kia gọi con bề bề. Bây giờ là đặc sản. Có đi đưa anh lấy hai chưa. Có đi đi rồi. Lấy bỏ nó có bán nhau rồi có bếp nướng luôn tại chỗ này. Đúng rồi, nơi nó mới tươi được. Nay phải mùa hè nắng nóng thì nó mới ấm. Nhưng mùa đông này thì mùa đông ấm. Cô gái bán cá quá xinh xắn. Đó. Xinh quá. Bán này đắt hàng lắm. Đưa lên YouTube cả thế giới xem luôn. Rồi, cá rất là phong phú ở đây, cá nhiều. Rất cảm ơn mọi người. Tổng một ngón này.
Đây là chợ hoa quả. Đây là hàng khô. Giao. Quá.
Rồi. Em được qua tốt. Về được nha. Ui giời. Đến bây giờ. Trời đất thời tiết nó phù hộ cho thì được mua. Nước này lấy ở đâu? Khoan à? Thấy nào đẹp thì để con sâu sâu thì